Thưa quý vị, từ ứng phó đến hành động sớm, đó là chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Long An. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Tại các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh và cơ quan đơn vị địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh, với hai hoạt động chính là truyền thông, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, rà soát và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình phòng chống thiên tai, công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và cộng đồng nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đồng thời nâng cao năng lực phòng chống thiên tai của các cấp chính quyền địa phương và người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, vì sự phát triển bền vững.